Hello các ông. Mấy ông mà thấy tôi mà cứ review loa, âm ly, máy nghe nhạc hay tai nghe gì thì mấy ông hay kêu là tôi review, tôi giới thiệu đồ mắc quá, người bình thường không mua được. Hoặc là những cái comment giống như là đồ này ai mua. Ok, hôm nay tôi sẽ không giới thiệu đồ mắc nữa. Tôi sẽ giới thiệu đồ ngon, bổ mà đúng chất rẻ cho các ông luôn. Đây là cặp loa Linton Heritage 85 của Waterdale. Để tôi nói về cái chuyện ngon bổ rẻ trước. Tại sao mà tôi không giới thiệu đồ những cái cặp loa rẻ tiền có ở trên thị trường hiện nay? Không, tôi là mod audio và tôi là người nghe nhạc, tôi rất là mê nhạc, tôi rất là mê âm thanh. Thế nên là cứ không phải là cặp nào rẻ là tôi cũng phải đưa vô tôi giới thiệu. Không phải là cặp nào mà muốn tôi ăn doanh số là tôi ăn cái tiền marketing mà tôi có thể làm cái cặp đó được. Đâu, mình chơi là mình phải nghiêm túc, và mình chơi, mình là người nghe nhạc thì mình phải có một cái sự nghiêm túc, một cái sự nghiêm khắc đối với cái chất âm mà mình đang nghe. Đấy là lý do tại sao mà tôi phải đi tìm. Tôi có hứa với các ông là tôi phải tìm được một cái cặp gì đó mà khi mà nó hay và nó giá nó vừa phải là tôi sẽ đưa lên cho các ông nghe. Tôi sẽ đưa lên, tôi giới thiệu với các ông. Thì đây là một trong những cặp đó, hiếm hoi lắm tôi mới tìm ra được một cái cặp này đây. 28 triệu, một cái cặp loa 3 đường tiếng, bass reflex, hai lỗ thông hơi sâu, gỗ lạng veneer. Bán 28 triệu là luôn cả một cái cặp chân thép này, và cái cặp chân thép này nó rất là đẹp. Có chân đinh ở dưới để mà nó chống rung luôn. Không còn cái gì để mà có thể chê ở nó, ở cái hình thức bên ngoài, cái build quality và cái sự hoàn thiện của nó. Rờ vào cái lớp veneer, cái lớp gỗ lạng ở trên này của nó thì anh em có thể rờ vào được cả cái số gỗ, và anh em nhìn từ ngoài anh em nhìn luôn được cả cái mắt gỗ mà họ đang sử dụng luôn, cái vân gỗ luôn. Nó rất là đẹp và nó rất là sang để anh em có thể để ở trong nhà, cũng giống như là anh em có thể trưng bày ở trong phòng khách để nghe nhạc. Và vấn đề của nó là nó nghe rất tốt. Đây là một cái cặp loa 3 đường tiếng thì anh em có thể thấy đây là một cái cặp, đây là một cái trep dom lụa. Cái trep dom lụa này khá là nổi tiếng. Waterdale xài cái trep đom lụa này cũng giống như là những cái hãng loa của Anh khác, tạo ra cái tiếng êm, ngọt, dịu. Nó không có chói gắt, nó không có quá thể hiện chi tiết, những cái chi tiết dở ở trong những cái bản thu âm tệ. Ví dụ Ngọc Lan, Ý Lan, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, đó là những người mà thường là có cái chất lượng thu âm khá là tệ. Tệ là như thế nào? Họ kích cái trep lên, họ kích cái high mid lên để cho mình nghe, cho nó có vẻ nó sáng và cho có vẻ nó bay bay. Nhưng mà thật ra là cái chuyện đó nếu như mà nghe trên tai nghe rẻ tiền hoặc là nghe trên những cái cặp loa nhập cổ, mình sẽ không thấy được cái chuyện đó. Chứ mà đưa vào một cái cặp loa high end, độ chi tiết cao và cái độ sống động của nó cao là anh em có thể nghe ra được cái tiếng dở đó liền. Nó sẽ nghe nó gắt, nó chói và nó không có định hình không gian. Thì những con này đây, như con Linton Heritage 85 này, nó sẽ làm dịu cái tiếng nó lại, nó cho anh em dễ nghe hơn, nghe êm hơn. Và đồng thời cái hai cái bass ở dưới này, mid bass bằng củ Kevlar, nó sẽ làm tiếng ấm, dày, mượt và sạch hơn, để cho anh em nghe cái giải trầm của nó đủ lực, nó khỏe, để anh em nghe được bolero nè, anh em nghe được pop nè, anh em nghe được tân nhạc, nghe jazz, nghe blues, hoặc thậm chí anh em có thể nghe giao hưởng nhẹ nhàng với nó. Tam tấu, tứ tấu, độc tấu, solo là anh em piano cho tới violin là anh em có thể nghe được. Nhưng nó bị một cái hạn chế là do thứ nhất cái tầm giá của nó như thế này, và cái thứ hai nữa đó là cái size của nó khá là to, và cái thùng này nó không có được optimize quá kỹ càng như là những cái cặp loa mà 90-100 triệu. Thì khi mà nó chơi những cái bản nhạc mà có độ động rất cao giống như là orchestra hoặc là symphony, đại giao hưởng, nó sẽ không có cái độ rộng, cái độ quá sạch, cái độ mở rất là tốt của âm trường, nó sẽ không làm được chuyện đó. Nhưng để mà nghe những cái thể loại nhạc nhẹ nhàng, tiết tấu chậm, jazz, blues, đây là một cái cặp loa mình tôi nghĩ là vô đối trong tầm 30 triệu đổ xuống. Gần như các ông sẽ không thể nào tìm được một cái cặp nào có tiếng tốt giống như là cặp này cả. Ở đây tiếng tốt ở đây có nghĩa là nghe nhạc nghiêm túc đó nha. Đánh giá là đánh giá dựa trên cái chuyện là bass mid trep nó phải hài hòa và nó đủ giải. Nó không phải là cái kiểu trep hoặc cái kiểu trep nhẹ nhàng và đuôi đuôi mù mù của những cái loa nhập cổ. Nó cũng không phải là cái kiểu bass mà ùn đánh giải nào mà nó cứ dính cục cục lại với nhau, upper bass với lại bass với lại sub bass nó dính chung với nhau lại, nó không tách ra được là tôi sẽ không thích và tôi sẽ đánh giá những cặp đó rất là tệ. Những cặp đó là những cặp loa nhập cổ đó. Cái màn loa của nó bị lão hóa, tù phân tầng linh kiện ở trong nó bị lão hóa rồi, nó sẽ ra được, nó sẽ có cái tiếng đó. Rồi
cái cặp loa này có dễ đánh hay không. Mà tôi nói với các ông cực kỳ dễ đánh luôn, nó 6 ohm và nó 90 decibel. Các ông có thể chơi nó với một cái âm ly bán dẫn hoặc là âm ly đèn cỡ chừng 15, 25 tới 30W là anh em có thể nghe được nó ở trong một cái phòng khoảng 30-35 mét vuông rất là thoải mái. Cái việc mà bố trí hai cái lỗ thoát hơi sâu ở đằng sau của loa nó sẽ làm cho cái tiếng bass nó dày hơn và cái độ bass extension ở trong cái spec trong manual của nó có ghi rõ ràng là bass extension của nó là trừ 6 dB ở 35 Hz. Có nghĩa là nó sẽ bổ sung cái dải trầm khoảng trừ 6 dB ở 35 Hz. Nó làm cho dải trầm nó vững hơn, nó dày hơn. Và nhiều người sẽ thích cái tiếng đó vì nó làm cho cái không gian và cái cách nghe cái điệu nhạc của mình nó trở nên nó lả lướt, nó du dương và cái nền âm của nó có vẻ nó vững và nó hơi tối hơn một chút xíu. Đấy, như thế thì những cái bản thu mới thì để vô một cái là từ chói gắt nó sẽ trở nên nó bắt đầu nó êm, nó mềm và nó ngọt lại. Rồi cái cặp loa này tôi thích cái chân của nó lắm. Đây là một cái chân đi kèm với nó. Thì mua nguyên một bộ của nó sẽ có cái chân này. Anh em có thể thấy là tôi bỏ một cái đĩa LP 12 inch vô trong này. Nó rất là vừa vặn và thật ra là để nó rất là đẹp. Anh em có thể để hướng này cũng được, anh em quay qua lại cái hướng kia cũng được, tùy vô cái cách mà anh em sử dụng thôi. Đó, ở đây nó có mấy con ốc. Mấy con ốc nó lòi ra như vậy nè. Thì thật ra là nó không phải là nó dư đâu, mà nó sẽ đi theo hai cái e căng. Hai cái e căng đó thì lúc mà tôi làm review loa, tôi quay, tôi chụp thì tôi sẽ mở ra. Mà thường là khi mà tôi nghe thì tôi cũng sẽ mở cái e căng đó ra để tôi nghe cho tiếng của nó thoáng hơn. Nó không có bị đục tiếng ở do cái e căng nữa, vì cái e căng của cặp loa này khá là dày. Nếu như mà nhà anh em nào mà ở gần mặt lộ á, nhiều bụi nè, hoặc là nhà có trẻ em nó hay lấy cái cây nó chọt chọt, hoặc là nó lấy tay nó chọt và lấy viết nó vẽ lên á, thì anh em sẽ phải cẩn thận cái chuyện đó, để cái e căng vô cho nó an toàn cái củ loa của chúng ta. Hoặc là nếu như mà không có những cái điều kiện xấu đó thì anh em cứ gỡ cái e căng ra mà nghe. Bụi nó sẽ không làm gì ảnh hưởng tới loa cả. Bụi thì kiếm cái gì đó, lấy cái chổi nhỏ mịn lau quét là nó sạch bụi là thôi. Ok ha. Hai cái củ bass mid tape, hai cái củ bass và cái củ trung trầm bằng Kevlar này nó cũng rất là hay. Kevlar không phải là một cái vật liệu gì đó nó quá mới với anh em. Anh em cũng nghe rồi, áo chống đạn Kevlar cũng có, bóp Kevlar cũng có, giày bằng Kevlar cũng có, nó chống cắt chống đứt. Nhưng mà nó còn có một cái hay hơn khi mà nó ứng dụng trong âm thanh, mà sau này những cái hãng lớn giống như là Audio Engine cũng sử dụng Kevlar để chế tạo màng loa. BMW cũng sử dụng Kevlar để chế tạo màng loa. Cái đặc điểm của nó là gì? Nó chống cộng hưởng ở trên bề mặt loa rất là tốt. Nó làm cho những cái tần số trầm và những cái tần số trung trầm nó không có lẫn vào nhau. Cái tần số trầm đó nó rất là có hại khi mà nó bị lẫn vào nhau. Có nghĩa là khi giống như tôi nói, giống như là Tuấn Ngọc đi, anh em nghe những cái bản giống như là Kiếp Nào Có Yêu Nhau của Tuấn Ngọc, anh em có thể thấy là chú Tuấn Ngọc khi hát, khi chú xuống trầm sâu, nó sẽ có một cái hơi giống như là cái hơi bóng, cái hơi gió của chú ở dưới cái phần đó. Những cặp loa mà nó bị cộng hưởng bề mặt loa thì nó sẽ bị tạo ra cái tiếng trầm đó, nó bị ồ, mình rất là khó nghe và mình cảm thấy là cái giọng của chú nó không xuống sâu được. Nhưng đối với những cái cặp loa Kevlar này, cái hơi gió đó nó thể hiện khá là rõ ràng, khá là chính xác mà mình có thể nghe được luôn. Nó đi sâu xuống và cái giọng của chú mình nghe nó êm và nó uyển chuyển, nó mượt hơn rất là nhiều. Đó là cái mà một trong những cái tiêu chí rất là tốt để mà tôi đánh giá cặp loa này là nó hay như thế nào. Rồi, tụ chung lại cặp loa này, Waffledale Linton 85 Heritage là một cái cặp loa mà tôi sẽ khẳng định luôn là cặp này là cặp vô đối dưới 1.500 đô. Gần như là các ông sẽ không thể tìm được một cái cặp nào cho cái chất âm England, cho cái chất âm của loa Anh giống như cái cặp này ở cái tầm giá này. Mình không so với Harbert. Harbert SHL5 nó là một cái đẳng cấp khác. Và để mà mua được SHL5, mua được đồ đánh đối với SHL5, anh em phải tốn khoảng 200 triệu. Cặp này đâu cần. Cái tiếng của nó cũng na ná. Không phải là nó na ná như Harbert mà nó cùng một cái kiểu sound signature của Harbert. Giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Tôi sẽ cố gắng được tìm được thêm nhiều cái đồ rẻ, vừa phải mà hay giống như cặp này để tôi giới thiệu tiếp với anh em. Mong anh em sẽ tiếp tục lắng nghe và theo dõi.
Mà tôi sẽ không bao giờ tôi quay video mở loa cho anh em test nhạc đâu. Thật ra là nếu như em muốn test, anh em kiếm cái chỗ nào mà có cái cặp loa này thì anh em test. Quay cho anh em mà mở nhạc lên, anh em nghe bằng cái loa ngoài của điện thoại hoặc em anh em nghe bằng cái tai nghe của theo máy thì nó đâu có giải quyết được vấn đề gì cho anh em. Thế nên là tôi cảm thấy cái nhu cầu đó là vớ vẩn và tôi sẽ không phục vụ cho những ai có nhu cầu đó. Cảm ơn mọi người.